ba con rồi đúng không? Bốn con mỗi bên bốn. Ui, con này đẹp thế, con cổ to à. Con này đẹp này, con này mặt cân tuy ấy nhưng mà con cổ to này. Con này con này không ấy. Đâu ngược. À, ngược à? Ngược thai à? Ui. Ui, mẹ siêu phẩm luôn này. Siêu phẩm đi. X like pet house. Em này của mình chửa rất to rồi. Hôm nay chửa của mình chửa rất to rồi, chửa phải tầm 5 6 5 7 5 8 ngày rồi. Mai kia là đẻ nhưng mà không hiểu sao nó sởi dựng rất lẹ. Sáng nay là bắt đầu đến là vào chuồng gọi ra không thấy. Tối qua cho ăn vẫn ăn hết bát thịt. Thế nhưng mà vào chuồng nằm tít sâu bên trong. Không biết làm sao nằm sấp. Nằm sấp như này. Bị chết. Chưa hiểu rõ nguyên nhân, không biết là do ngạt oxy hay là lạnh hay là dây gì. Em này thì hy vọng rất chi là nhiều luôn. Bụng này là ít nhất là phải tầm 6-7 con trở lên. Thế nhưng mà không hiểu sao chết. Chán vãi cả đái luôn, không hiểu luôn. Thế nhưng mà bây giờ không biết vì nguyên nhân gì phải đi mổ khám nghiệm tử thi. Mổ khám nghiệm tử thi thì tất cả mọi người cùng rút kinh nghiệm. Mổ xong thì kiểu gì cũng bên trên hội chó thì kiểu gì cũng có tình trạng của em này luôn. Đây là một trường hợp rất đặc biệt. Bị chửa hàng ngày nắn nhá. Ít nhất là 6 con. Hàng ngày vẫn nắn kiểm tra, con vẫn cựa quậy động đậy rất khỏe mạnh. Thế nhưng mà không hiểu sao lại có thể bị cái tình trạng như này. Tối kiểm tra, đang hàng ngày tối kiểm tra, sáng kiểm tra vẫn khỏe mạnh. Bây giờ phải đưa đi anh Phương ơi, bỏ lên em hả? Bây giờ đưa đi khám nghiệm tử thi luôn này. Anh bắt đây là Phan đưa đi. Mày nhìn khổ thân đấy nhở. Mày thử dự đoán xem là tỷ số bao nhiêu. Bỏ hẹn luôn nhá. Mày xem cả phổi này. Mổ lên ngực luôn. Mổ lên ngực luôn. Cái đấy là cái gì, bàng quang à? Bị thâm tím bên kia là bị chết như thế hay là bình thường như thế? Nước đấy là nước gì? Mỗi một con là một bục đây à? Ôi sao nó to thế? Sao nó nhiều ấy nhỉ? Tức là ví dụ nó mà đẻ là nó cứ tuồn theo cái đường đấy nó đi ra đấy à? Ừ. Con này mà nếu mà hôm qua biết là cho đi mổ đẻ là được rồi nhỉ? Là về không nhìn chết. Cái bụng nó to thì tốt nhất đi mổ đẻ, dù có đẻ nó kéo đẻ thường được mấy, xác suất đẻ thường kém lắm. To này bị đẻ mạch mẹ nhiều. Kéo. Lấy cho to. Con nhìn kéo, trong khăn cổ kéo, đẹp nhỉ? Kéo to như là ở trong hộp. Kéo to tướng ấy. Con nhìn con to thế nhở, con này to đấy không phải bé đâu. Ok, mình đếm chưa hết đi. Mày mổ hẳn ra xong lấy con ra xem nào.
mổ hẳn ra xem con đẹp không. Phổi sao không? Tao chỉ sợ là nếu nhiều con này nó lấy hết oxy của mẹ. Ừ, phổi con này kém. Sáng giờ cho ăn sáng, chết lúc sáng à? Chết đêm. Đêm bình thường. Hôm qua ăn gì không? Hôm qua bỏ ăn mất một ngày. Xong là đêm qua cho ăn thịt, một bát thịt thì ăn hết. Con này chỉ có tụt huyết áp thôi. Hay là chuột nó ăn mất nhở? Mày thử mổ dạ dày ra xem nó có phải là ăn cái bát thịt đấy không? Giờ tiêu dạ dày có gì đâu. Không tiêu gì, thế thì chắc là thịt trộn, thế là chuột ăn hết rồi. Dịch hôi lắm này. Dịch không cắt nhá. Cắt đi. Cẩn thận bắn mặt lương ấy. Nó chèn à? Có nước không, có gì đâu. Không ăn. Thế thì chứng tỏ là chuột ăn hết rồi. Con này chỉ hơi bị tụt huyết áp chứ. Con quá to, con nó chèn lên tận trên này. Tức ngực. Và nó chèn không thở được, phổi không thở. Chèn mà đây mà lép luôn nè. Lép phổi luôn. Như này khoảng tầm mấy ngày nữa thì đẻ được. Con này nó đẻ được rồi. Chỉ định là phải đẻ luôn. Cắt tinh xem có con màu gì. Chắc chắn là tất cả vàng trắng, không con nào màu chi đâu. Vàng trắng đẹp luôn ấy, mặt cân khăn cổ ấy. Mày thấy chưa? Vàng trắng. Vàng trắng hết đúng không? Mặt cân khăn cổ luôn, mày cắt tiết xem nào. Đẹp nhỉ, đi đã, con này to lắm luôn. Thấy chưa? Mặt cân khăn cổ hết đúng không? Đấy, mặt cân luôn. Mặt cân còn mặt cân to ấy. Khăn cổ con này phun cổ đúng không? Tiếp con nữa ra xem nào. Tất cả đều thế luôn. Đấy, như vậy luôn. To, con to luôn. Cái gì trông như kiểu ấy này? Cái này bọc nhau, bánh nhau nó bám vào tử cung này. Con này cũng mặt cân khăn cổ. Ui, toàn con đẹp nhở? Đẹp hết. Nữa ra xem nào. Đẹp mà. Cũng mặt cân khăn cổ luôn. Con nào chỉ như con nào? Không, nhưng mà nhiều con kiểu con này khăn cổ bé. Giá trị tiền lắm ấy. Chết nhỉ, 8 con cơ mà, đẻ như lợn. Bài này thì em không lấy. 3 con rồi đúng không? Ừ, 4 con, mỗi bên 4. Ui, con này đẹp thế, khăn cổ to à. Con này đẹp này, con này mặt cân tuy ấy nhưng mà khăn cổ to này. Con này không ấy. À đâu, ngược. À ngược à, ngược thai à. Đấy. Ui, mẹ nó siêu phẩm luôn này. Siêu phẩm đi. Ui, con này hả tiễn này. Con này hả tiễn này. Hả tiễn, ui khăn cổ. Bản thân con mẹ nó đẹp. Con mẹ đẹp, con bố đẹp. Bọn này lúc ra nhìn con đẹp, xinh. Mình mổ từ thi lợn quen rồi nên không ngửi thấy mùi thối nữa. Tạo ra cái gì? Ôi toàn con đẹp thế nhở? Có tiện. Không có một con nào màu chi đen luôn. Đen hết gan luôn. Cho con gan. Mà nhá, con này nhá, về sữa sớm, mai sau không sợ thiếu sữa. Không tin mày, giờ mày bóp ra vẫn ra sữa. Thấy chưa? Con này về sữa cực sớm luôn. Lấy nhanh một túi bóng đen. Đây này em, đây này. Xong là không lại. Thế là kết luận. Chèn ép phổi, tụt huyết áp à? Hai to quá chèn ép à? Bản thân con chó con này nó rất to.
chứng tỏ chăm dinh dưỡng rất là tốt. Thì mẹ nếu mà không chăm mà để nó còi thì nó cũng chết, mà chăm quá thì nó cũng thế. Mẹ đéo hiểu bây giờ chăm kiểu gì, giờ cái thành phần dinh dưỡng của nó mày phải siêu âm cái này này để biết bao nhiêu thai, cái này không được để mày chăm. Chăm đi cho cái này đi, ví dụ con ít ít con ấy, hôm trước siêu âm mày bảo tao là 6 thai trở lên đúng không, thì mày chăm vừa vừa thôi, con mẹ phát triển nhanh to đéo đỡ được không liên tục. Khám nghiệm tử thi người nó như này phanh hết từ đầu tới đuôi. Dạ giờ đấy bây giờ bỏ con ra phát nhìn bụng xẹp lép luôn. Ừ. Nó lên đến tận đây không mà. Cái đấy cái hôm đấy ta đem lên đây ta bảo mày đây bộ to bất thường này. Siêu âm thì lúc ấy con bình thường. Mà nhá, tao đã dự toán tất cả những cái của nó là ví dụ như yếu quá thì tao tiêm thuốc bổ, còn xong là tao sợ nó nhiều con nhiều ấy, tao sợ tụt canxi ấy, thì cho uống canxi rồi, cho uống canxi hàng ngày luôn, sợ tụt canxi. Tao sợ bản thân nó nhiều con ấy, nó đẻ ra ấy, thì là nó sẽ không đủ canxi, tao cho nó uống canxi phòng hàng ngày luôn. Thế nhưng mà nó lại bị. Tại vì ngay từ hôm tao hỏi mày, nếu mà canxi nó mà thừa thì nó tự đào thải không sao ấy. Thì tao cho nó uống phòng canxi hàng ngày luôn. Chăm thuốc nằm sữa lên tốt. Nó lên sữa nó về được phải tầm gần một tuần nay rồi. Nên là con này đúng là nếu mà mình biết thì mình mổ từ hôm qua thì về không sợ thiếu sữa. Con chó mổ đẻ ấy, cái sợ nhất là sợ không về sữa thôi. Nhiều con không về sữa mất một tuần. Đấy. Nhưng mà con này lại về sữa sớm đúng không? Con này mổ nhiều thằng mổ cũng cẩn thận học luôn mẹ sữa. Vì mẹ sữa to. Rách mẹ sữa. Đây như thằng em này nó mổ thì có vào mẹ sữa đâu. Sao mổ lại. Không bảo đây bảo như thằng em này này phải bảo như chú ấy mổ có vào mẹ sữa đâu. Mổ có tí gì không? Sữa không gì đâu. Đây à đây là mô mỡ đúng không? Đây là. Đây là mô nằm. Chị này chị là lách đúng không? Ở băng nha. Băng. Cái gì ạ? Chị này chị là lách đúng không? Chị tiêu không? Hả? Chị là lách. Các bút là cái tìm họ kiếm chứ. Các bút là chỉ là chỉ tiêu. Chỉ tiêu mà chỉ chỉ và lạnh. Chỉ tiêu là chỉ và lạnh. Chỉ màu xanh này chỉ khô già. Đi lộn luôn. Thực sự mẹ cái con này nếu mà mình đáng lẽ mình phải biết trước cơ thì mình không hiểu được cái nó, ví dụ nó có việc biểu hiện gì cơ, nó biểu hiện rất bình thường không làm sao hết. Ồ. Chứ ví dụ chiều qua mình thấy nó làm sao cái thì mình cho đi luôn, biểu hiện lại rất bình thường không làm sao. Không có khí tụt sò huyết như này thì bài học rút kinh nghiệm những con sau như thế nào? Thấy có quá thì anh mổ mình phải chú ý hơn và siêu âm nhiều hơn. Cho mình biết xem ai to chưa. Đúng rồi.
con bé quá chết, con to quá chết, con này á, để nếu mà không có, nếu mà biết mà mổ trước 1-2 ngày nó to như này là nuôi thoải mái đúng không? Tại vì nó to. Bình thường nó to tướng như này. Mà đầy đủ lông rồi đấy. Bình thường 5-8 ngày bọn tao mổ đẻ mẹ, bọn bully chỗ thằng Linh Nhi Tuấn. Thì bình thường nó còn 5-6-7 ngày đã đẻ được gì nữa à? Nó nhiều con thì nhiều con thì đẻ sớm. Như con này là chắc chỉ 1-2 hôm nữa là đẻ thôi. Nếu còn sống thì mai đẻ.